Hello, hello, xin chào các bạn đây là với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Bây giờ là khoảng 7 giờ 45 phút tối ở Cali các bạn Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và hôm nay đó, Thuận quyết định là đổi lại sử dụng cái Rode NT1 microphone các bạn Đây là một cái microphone khác với lại cái mà Thuận sử dụng hàng ngày Tại vì hàng ngày đó là các bạn thấy Thuận sử dụng cái SM7B Tại vì thị trường cũng khá ám đạm các bạn Và cái giọng của Thuận thông qua sure 7 b thì nó sẽ chậm hơn nhưng mà thông qua cái ro nt1 này cái này là Thùng đã sử dụng nhiều năm trước thì nó sẽ tươi sáng hơn một chút các bạn cho nên hôm nay Thùng muốn mang đến một cái giọng nói có thể là tươi sáng hơn thường ngày nhưng mà chúng ta hôm nay đã thật sự có rất nhiều điều cần phải nói đến chúng ta đương nhiên sẽ nói đến những thông tin lớn ngày hôm nay liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát PPI và chúng ta cũng sẽ nói tới là cái văn bản họp của Fed tháng 9 trong đó có gì nó có phù hợp với những gì được chia sẻ bởi chủ tịch John Powell hay là không và ngày mai chúng ta có thông tin quan trọng cũng liên quan đến phần trăm lạm phát các bạn và chúng ta cũng sẽ nhìn coi là ngay bây giờ hợp đồng tương lai nghĩ là chúng ta sẽ có thêm một cái đợt tăng trưởng lãi suất nữa hay là không rồi chúng ta cũng sẽ chuyển qua để mà nói tới những thông tin như là liên quan tới Binance các bạn ngày hôm qua đã thuận chia sẻ cái thông tin về sàn Binance có những cái account của Hamas thì nhiều bạn cũng cảm thấy lo lắng nhưng mà cũng có một nhận định Thường cảm thấy là nó cũng hợp lý được chia sẻ ngày hôm nay Thường sẽ nói chi tiết hơn với các bạn một lát nữa về vấn đề này có thể là những gì xảy ra Binance cũng không có đến nỗi như chúng ta nghĩ đâu và chúng ta cũng sẽ chia sẻ một cái thông tin lớn liên quan đến JP Morgan Chi tiết hơn là họ đã thành công token hóa một cái gọi là money market và đã hỗ trợ cho hai ngân hàng. Đó chính là ngân hàng BlackRock và ngân hàng Barclays Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn tại vì cái này nó liên quan đến Ethereum các bạn Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ tiếp tục nói về ngày thứ sáu ra tòa của Caroline Có rất nhiều những thông tin cực kỳ thú vị luôn các bạn thôi cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội với các bạn rồi cái hình đó thì nó không có được là thẩm mỹ lắm của Caroline nhưng mà ngày thứ sáu đó là một câu chuyện về cái vụ lừa đảo tỷ đô âm mưu gian lận và một cái mối tình đổ vỡ các bạn phần này sẽ được chia sẻ ở cuối video và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thì trước hết nhìn chung về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn đã thấy được hôm nay đã tiếp tục là một màu xanh sau khi mà có những thông tin liên quan đến chiến sự giữa Israel và Hamas các bạn chúng ta tiếp tục thấy được là Nasdaq ngày hôm nay tăng 0.7%, S&P 500 đó thì tăng 0.4 và Dow Jones thì tăng ít hơn nhưng mà vẫn tăng là 0.1. Ngay bây giờ đó các bạn thấy là pre market thì cũng tăng nhẹ một chút mặc dù là chúng ta đang chờ đợi một thông tin ngày mai đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát CPI mà Thùng sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn một lát nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì đã trả trở về cái mức trước khi mà có chiến sự các bạn chúng ta nhìn thấy được bây giờ là 82 đô 90 cent cho một thùng dầu. Hợp đồng này đó chúng ta nhìn vào cái mức giá thì các bạn thấy được là sau khi mà có cái sự tăng trưởng sau cuối tuần đó thì chúng ta đã thấy được là bây giờ đã trả trở về cái mức như là trước đó. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của vàng thì sao các bạn? Hợp đồng của vàng đó thì chúng ta thấy được ngày hôm nay đó thì có sự tăng trưởng ở mức là bây giờ hướng về là 1900 đô bây giờ là 1890 đô cho một ounce vàng. Crypto đó thì đáng tiếc các bạn thấy được hôm nay đó bitcoin tiếp tục xuống nữa và bây giờ chúng ta đang ở cái mức là khoảng 26.900 đô. Thì ngày hôm qua nó lúc mà thùng làm video lúc đó là giá bitcoin là khoảng 27.300 đô. Thì hôm nay xuống thêm 300 đô nữa các bạn. Và chi tiết hơn đó, nếu chúng ta nhìn vào uh, Coin thì các bạn sẽ thấy được là bitcoin trong vòng 24 giờ qua xuống thêm khoảng chừng là 1% nữa các bạn. Trước khi mà nói tới crypto đó thì chúng ta hãy nhìn một số những cái chỉ số liên quan đến thị trường tài chính nói chung. Thì chúng ta đã nhận được một cái tỷ lệ lạm phát hôm nay đó chính là PPI các bạn có nghĩa là Producer Price Index thì đây là cái phần trăm lạm phát bán sỉ cái này nó khác với là CPI các bạn CPI là chữ C đó thì ngày mai chúng ta mới có và đó là cái phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng và cái đó nó quan trọng hơn đối với phát các bạn cái này nó cũng là một phần trăm lạm phát cho các bạn thấy được là bây giờ ở những nơi mà sản xuất những nơi mà mua hàng sỉ đó thì phần trăm lạm phát ra sao và nó bất ngờ tăng lên 2.2% các bạn đó là cao hơn kỳ vọng là 1.6% và core PPI thì tăng lên 2.7% nghĩa là cao hơn kỳ vọng là 2.3. Và chúng ta có thể nhìn thấy được một cái twitter là investing.com cũng cho chúng ta nhìn thấy được là tháng vừa rồi khi mà chúng ta so sánh PPI đó thì chúng ta thấy được là tháng này PPI đã tăng so với tháng vừa rồi tăng cao hơn nhiều so với dự ước tính và cao hơn cả tháng vừa rồi các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được core PPI thì so với tháng vừa rồi đó cũng tăng lên các bạn 2.7 so với 2.2 Nói chung thì cái tỷ lệ lạm phát PPI nó không có tốt các bạn Nhưng mà chúng ta nhìn vào CME Group đó, thì hiện bây giờ hợp đồng tương lai đó vẫn không có nhiều động tĩnh các bạn Chúng ta vẫn thấy được là bây giờ phần lớn hợp đồng vẫn nghiêng về là cuộc họp tháng 11 này Sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 11 các bạn Có nghĩa là còn khoảng chừng là 20 ngày nữa Thì ngay bây giờ các bạn thấy phần lớn 90.8% vẫn nghiêng về là Fed sẽ không tiếp tục tăng thêm lãi suất nữa trong khi các bạn thấy được là cái phần nhỏ hơn đó chính là 9.2% các bạn cái phần này đó thì nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất là 0.25% và tháng 12 đó thì ngay thì đến bây giờ các bạn thấy phần lớn là 72.9% thì nghĩ là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất nữa trong khi là cái phần nhỏ hơn các bạn khi mình zoom ra các bạn thấy được 25.5% nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25% lãi suất nữa nói chung ngay bây giờ thì các bạn thấy được là hợp đồng tương lai của CME vẫn nghĩ là Fed sẽ không tiếp tục tăng lãi suất và một trong những điều chúng ta cần phải quan tâm đó là cái thông tin này sẽ thay đổi ngay lập tức khi mà chúng ta có cái dữ liệu liên quan đến phần trăm lạm phát CPI các bạn và nó sẽ được công bố vào ngày mai 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali có nghĩa là ngày hôm nay ở Việt Nam đó là 7 giờ rưỡi tối các bạn sẽ có thông tin này thì hiện bây giờ đó CPI dự kiến là 3.6% tháng trước là 3.7 như là tháng này đó CPI dự kiến sẽ giảm một chút xíu các bạn và core CPI dự kiến là 4.1 tháng trước là 4.3 nghĩa là cũng giảm một chút nói chung nếu như mà chúng ta có được những thông tin như là dự kiến hay tốt hơn đó, thì sẽ tốt cho thị trường các bạn và khả năng là sẽ không thay đổi nhiều khi mà chúng ta nói tới phần trăm CMB là phép cho tăng lãi suất hay là không chứ nếu như mà chúng ta có phần trăm làm phát tại hơn đó, thì chúng ta sẽ thấy được là sẽ có nhiều phần trăm liên quan đến phép tăng lãi suất sẽ tăng lên các bạn và các phần này sẽ giảm xuống ngày mai chúng ta sẽ biết được có nghĩa là tối nay ở Việt Nam khi nào mà có thông tin nên thường chia sẻ với các bạn và nó sẽ diễn ra rất là sớm các bạn 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali thì lúc đó thường vẫn chưa có thức đâu cho nên nếu như bạn nào mà theo dõi thuận ở trên Twitter hay là các bạn theo dõi thuận ở trên Facebook cá nhân thì sẽ không có thông tin các bạn nên theo dõi Facebook fanpage và các bạn nên theo dõi Telegram thì sẽ có thông tin nhanh nhất Nhưng mà ngày hôm nay đó chúng ta cũng không dừng ở đây Chúng ta cũng có thêm một thông tin khác nữa liên quan tới Fed các bạn Đó chính là cái văn bản họp của Fed vào tháng 9 Các bạn hãy nhớ là sau khi mà Fed họp Nghĩa là cục dự trữ liên bang họp Thì sau khi họ họp rồi đó 3 tuần sau chúng ta mới có cái văn bản họp chính thức Và như thường đã chia sẻ thường đó Thì người ta quan tâm đến văn bản này để xem coi Là những gì được chia sẻ bởi Chủ tịch John Powell có giống như những gì được chia sẻ trong cuộc họp hay không Và câu trả lời đó là đúng là như vậy các bạn chi tiết hơn đó các bạn thấy được là một số những cái điểm nổi bật là các quan chức của Fed đã thể hiện các ý kiến khác nhau về việc tăng lãi suất thêm một lần nữa trong cuộc họp tháng 9 của mình có nghĩa là các bạn thấy là tháng chín tuy là tất cả mọi người đều quyết định là sẽ không tăng lãi suất nhưng mà đa số vẫn nghĩ là chúng ta cần phải nghĩ đến khả năng là cần tiếp tục tăng thêm lãi suất ít nhất là một lần nữa trước khi mà kết thúc năm nay và đa số như là khoảng 2 phần 3 đó các bạn. Nói chung đó, chúng ta đang thấy được là trước đây thì quan chức có phép rất ở đồng lòng về việc là tăng lãi suất tại vì vẫn chưa có đủ để đẩy lùi lạm phát. Chúng ta bây giờ đã đến cái thời điểm mà mọi người không có chắc chắn rồi các bạn có cần tăng nữa hay là không, cũng không có rõ nếu như mà giữ lãi suất cao ngay bây giờ đó thì lạm phát có tiếp tục giảm nữa hay là không mà không cần phải tăng thì đây là cái thời điểm nhạy cảm nhất đó chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi nếu như các bạn nói tới là suy thoái tài chính thì thường xảy ra sau khi mà Fed giảm lãi suất và tại sao các bạn tại vì khi mà tình hình đã tệ rồi thì Fed mới giảm lãi suất cho nên mới xảy ra cái hiện tượng đó và nếu chúng ta muốn biết có suy thoái tài chính hay không đó thì thật sự trong vòng vài tháng sẽ biết lập tức các bạn chúng ta thấy được là mỗi một lần mà Fed ra quyết định là tăng lãi suất thì có nghĩa là mỗi một lần Fed bước thêm một bước nữa tới cái bờ vực các bạn Nhưng mà điều quan trọng là khi mà đến cái bước chân cuối cùng rồi đó thì Fed có quay đầu kịp hay là không Và đó là cái mà họ nói tới là hạ cánh mềm Nếu như mà họ không quay đầu kịp thì họ sẽ rơi xuống vực thẳm các bạn Có nghĩa là chúng ta sẽ đi vào suy thoái tài chính Bây giờ các bạn thấy được là 2 phần 3 Cỡ đó vẫn nghiêng về là chúng ta nên tăng thêm lãi suất ít nhất một lần nữa và từ đến cuối năm đã còn hai cuộc họp. Các bạn đã thấy là cuộc họp ngày 1 tháng 11 và cuộc họp thứ nhì đó chính là ngày 13 tháng 12 và đó là cuộc họp cuối cùng của năm nay. Thêm mà đó là chúng ta thấy được là tất cả quan chức của Fed đều đồng thuận về việc là cho dù không tăng cũng nên duy trì cái mức lãi suất cao cho đến khi mà họ tự tin là lạm phát đang trở lại cái mục tiêu là 2%. Mặc dù có những quan điểm khác nhau về việc tăng lãi suất trong tương lai, các thành viên của Fed đều nhất trí là tiếp tục cẩn thận dựa vào những dữ liệu kinh tế có nghĩa là tùy cơ ứng biến các bạn hãy xem coi là phần trăm thất nghiệp sẽ ra sao và chỉ số CPI cho những tháng tới sẽ như thế nào trước khi mà ra quyết định và các bạn cũng nên nhớ là kể từ tháng 3 năm 2022 Fed đã tăng lãi suất tổng cộng là 11 lần các bạn. Đây là cái đợt tăng lãi suất cực kỳ nhanh luôn và từ khoảng chừng là 0 tới 0.25% sau khi có đại dịch lên tới mức hiện tại là 5.25 tới 5.5% các bạn. Và cái mức này là cái mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Có nghĩa là nếu các bạn là 22 tuổi hay là 21 tuổi các bạn đang xem cái video này hiện tại thì cả đời các bạn từ khi các bạn ra đời tới bây giờ chưa bao giờ các bạn thấy lãi suất cao như vậy để các bạn thấy hiểu được là cái lãi suất bây giờ nó cao cỡ nào và đối với nhiều bạn nó cảm thấy là phần trăm lãi suất này không có cao như những cái quốc gia khác điều đó là đúng các bạn những cái ngân hàng trung ương khác nó lãi suất có thể là cao hơn nhưng mà một điều các bạn nên nhớ là lãi suất của hoa kỳ đó đã, đã thấp một thời gian dài có nghĩa là dễ dàng vay mượn tiền tiền vay mượn ở mức thấp để mà kích thích nền kinh tế vì lý do đó lãi suất thấp dẫn đến là tài sản ở cái mức giá đã cao rồi cho nên Hoa Kỳ đã quen với lãi suất thấp giá tài sản cao bây giờ các bạn thấy được là tài sản vẫn cao lãi suất lại cao sẽ dẫn đến khủng hoảng đó các bạn đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ đây hy vọng lần này sẽ khác các bạn nhưng mà đó là bốn từ đắt giá nhất trong đầu tư nhưng mà thùng vẫn hy vọng là như vậy hy vọng là chủ tịch john powell sẽ không làm chúng ta thất vọng nhưng mà nói thật có suy si thoái tài chính hay là không thì cũng không quan trọng bằng các bạn sẽ làm gì nếu như mà có suy si thoái tài chính và nếu như không có thì các bạn sẽ làm gì có cái sự chuẩn bị mới là điều tốt nhất các bạn Và chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số thông tin liên quan đến crypto Thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin thường chia sẻ bây giờ là khoảng 26.876 đô Đã giảm một chút so với ngày hôm qua các bạn Và chúng ta cũng đang thấy được là Jim Cramer ngày hôm qua đã nói là Mr. Bitcoin chuẩn bị giảm mạnh các bạn à, Và <laughs> các bạn thấy được hôm nay thật sự đã giảm một chút xíu chưa phải là giảm mạnh thì có một số bạn nói là có khi nào lần này là đừng mà Jim Cramer nói đúng hay là không tại vì các bạn thấy là phần lớn mỗi lần mà Jim Cramer nói gì đó thì nó có cái hiệu ứng ngược lại thì cũng chưa chắc đâu các bạn tại vì chúng ta chỉ mới có một ngày mà thôi hãy xem coi là một hai tuần sau thì giá cả của BTC như thế nào nhưng mà có nhiều bạn ở thuận là nghe cái thông tin Jim Cramer nói là Mr Bitcoin sẽ sập là ở đâu các bạn à, đó chính là ngay trên đài cnbc và ngay sau khi mà tỷ phú paul tudor jones đã chia sẻ cũng trên đài cnbc luôn là ông ta nghĩ là trong thời kỳ bất ổn chính trị này đó thì à, mọi người cũng nên suy nghĩ đến là giữ một phần trăm bitcoin và vàng nhiều hơn là thông thường thì ngay sau đó các bạn thấy được jim Cramer đó đã nói là vàng nhảm nhí bitcoin sẽ chuẩn bị sập mạnh các bạn để thường chia sẻ cái clip ngắn này chỉ 6 giây mà thôi <laughs> I just can't get on the I can't be in something that where mister Bitcoin is about to go down bit. I just <laughs> 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 Nhìn chung thì các bạn đã thấy là tổng số vốn hóa ngày hôm nay giảm hơn 1% một chút các bạn chúng ta vẫn dưới 1,1 nghìn tỷ Cũng không phải là quá xa nhưng mà chúng ta thấy được là hôm nay tổng số vốn hóa vẫn giảm Thì trong vòng 24 giờ qua đó chúng ta có thể nhìn thấy được Bitcoin đó thì giảm 0.8% Ether đó thì có sự tăng trưởng nhẹ là 0.5% các bạn Và cũng có một cái thông tin liên quan tới Ethereum thì muốn chia sẻ với các bạn một lát nữa Và nó có liên hệ với lại JP Morgan, Barclays và BlackRock các bạn Chúng ta nhìn chung đó thì ngày hôm nay cũng có một số màu xanh các bạn cho một số những cái All à, Nhưng mà tổng số bốn hóa các bạn thấy được là hôm nay vẫn giảm một chút xíu Cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là một thông tin liên quan đến chính trị của Hoa Kỳ Nhưng mà nó cũng có liên quan đến Crypto đó các bạn Đó chính là cái thông tin liên quan đến Chủ tịch Hạ Viện mới ở Hoa Kỳ Thì chi tiết hơn đó, cái người mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Cái người này có tên là Steve Scalise Thật ra thường cũng không rành giọng này rồi các bạn à, Theo tôi biết ông là một dân biểu đến từ tiểu bang Louisiana của đảng Cộng Hòa Nhưng mà Thuận chí biết nhiêu đó mà thôi Và hôm nay thực sự là lần đầu tiên mà Thuận tìm hiểu về người này Thì Steve Scalise được đề cử làm ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Bởi các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa Các bạn các bạn đã nhớ là chuyện gì xảy ra từng vừa rồi trong lịch sử của Hoa Kỳ đó, lần đầu tiên chúng ta thấy là có một chủ tịch Hạ viện đương nhiệm đã bị bãi chức các bạn và đó đã xảy ra vào tuần vừa rồi đó chính là Kevin McCarthy đã bị bãi chức và sau đó, đó chúng ta thì được là một trong những người mà các bạn quen thuộc đó chính là Patrick Henry sẽ tạm thời giữ chức vụ chủ tịch Hạ viện chờ đợi để có thêm một cuộc bỏ phiếu để xem coi là ai sẽ là chủ tịch Hạ viện kế tiếp thì các bạn thấy bây giờ đó khả năng là cái người các bạn đang nhìn thấy là Steve Callis sẽ là chủ tịch Hạ viện kế tiếp các bạn một cái vị trí cực kỳ quyền lực ở hạ viện các bạn đã biết là đối với lại ai làm tổng thống đó thì chúng ta có tổng thống lỡ nhưng mà tổng thống gặp chuyện gì thì phó tổng thống sẽ là tổng thống lỡ như mà tổng thống và phó tổng thống gặp vấn đề gì thì người kế tiếp làm tổng thống đó chính là chủ tịch hạ viện một chức vụ rất là cao và đương nhiên các bạn biết là ở Hoa Kỳ chỉ có hai viện mà thôi hạ viện và thượng viện và luật đó chỉ cần được thông qua bởi hai viện này ký bởi tổng thống là trở thành luật thì chúng ta đã thấy được là Steve Kalis thì hiện bây giờ tuy là được ủng hộ bởi đảng Cộng Hòa nhưng mà ông sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử toàn diện tại hạ viện tại vì hạ viện đó, bây giờ đương nhiên là các bạn thấy nghiêng về đảng Cộng Hòa nhưng mà vẫn có đảng Dân Chủ ở đó cho nên nếu như muốn giữ cái chức vụ chủ tịch Hạ viện thì ông cần ít nhất là 217 nhà lập pháp để mà bỏ phiếu cho ông để đảm bảo cái vị trí chủ tịch Hạ viện này. Cuộc bỏ phiếu đó theo thông biết là sẽ diễn ra trong thời gian ngắn, có nghĩa là trong vòng 1-2 ngày tới đây. Và chúng ta đã biết là Patrick Henry hiện bây giờ đang tạm thời giữ chức vụ chủ tịch Hạ viện. Nhưng mà chức vụ thật sự của ông là chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện. Điều này nghĩa là gì các bạn? Điều này đó nghĩa là Patrick Henry bây giờ đang bận làm chủ tịch Hạ viện cho nên không có thời gian để đảm nhiệm cái chức kia là quỹ ban dịch vụ tài chính Hạ viện. Và đó là cái chức vụ quan trọng đối với crypto các bạn. Tại vì Patrick Henry là người cực kỳ ủng hộ crypto và là người điều hướng các dự luật về crypto Hạ viện. Cho nên tuy là nhiều bạn muốn là Patrick Henry tiếp tục đảm nhiệm chức vụ là chủ tịch Hạ viện tại vì chức vụ đó cao hơn. Nhưng mà trên thực tế đó càng sớm có chủ tịch Hạ viện mới càng tốt. Tại vì chỉ như vậy thì Patrick Henry mới trở về vị trí thật của ông ta là chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện để có thể tiếp tục thúc đẩy những dự luật liên quan đến crypto thì nó mới tốt cho thị trường này bây giờ đó chúng ta vẫn chưa rõ là nếu như mà Steve Kallis thật sự trở thành chủ tịch hạ viện kế tiếp thì ông có tư tưởng gì về crypto tới bây giờ để chúng ta vẫn thật sự chưa nghe ông bình luận về crypto cho nên chúng ta không có biết và thường cũng đã tìm hiểu thông tin các bạn chúng ta cũng không có thông tin nào rõ ràng ngay cả tài liệu trên Coinbase Chứ mà đã biết là Coinbase là một trang web và họ list hết tất cả những nhà lập pháp hiện tại và quan điểm của họ liên quan đến crypto là gì thì Steve Scalise hiện bây giờ đã chưa có thông tin chi tiết các bạn khi nào mà có thường sẽ chia sẻ với các bạn và đây là một cái thông tin lớn ngày hôm nay liên quan đến chính trị của Hoa Kỳ mà nó có liên quan đến crypto chúng ta bây giờ hãy nói tới một thông tin khác cũng rất là lớn ngày hôm nay các bạn và đến từ phố wall đó chính là liên quan tới ngân hàng jp morgan thì văn bản tóm tắt là như thế này để tôi chia sẻ chi tiết hơn những gì các bạn nên biết thì ứng dụng thanh toán thế chấp bằng token dựa trên blockchain được JP Morgan hành à, đã triển khai và đi vào hoạt động rồi các bạn Hai ngân hàng lớn là BlackRock và Barclays đã được cho là khách hàng đầu tiên đã sử dụng để chuyển đổi cổ phiếu thành token thế chấp và sau đó chuyển đến cho Barclays Thì chi tiết hơn là như thế này JP Morgan thì họ có một cái dịch vụ di chuyển tiền thông qua blockchain các bạn và di chuyển này là họ thu kinh hóa tài sản đó và trong trường hợp này đó thì công ty Blackrock, Blackrock là công ty tài chính lớn các bạn đã biết và họ muốn di chuyển một số lượng cổ phần của một cái quỹ gọi là money market thì hiểu đơn giản hơn đây là quỹ ổn định các bạn nó giống như là stable coin thực ra nó cũng không phải là giống hoàn toàn đâu trong thị trường crypto đó khi mà các bạn bán crypto của mình mà các bạn muốn để tiền trong thị trường này để dễ dàng nhanh chóng mua lại crypto khi cần thiết đó, thì các bạn đổi ra thành đồng ổn định thay vì các bạn chuyển tiền vào ngân hàng thì nó sẽ phiền phức các bạn chuyển về ngân hàng các bạn lại phải chuyển từ ngân hàng lên trên sàn rồi là phải mua ổn định rồi mới bắt đầu mua crypto được cho nên các bạn giữ đồ ổn định thì nó tiện lợi hơn trong thị trường chứng khoán cũng tương tự như vậy các bạn họ có một cái quỹ đó gọi là money market đây là một cái quỹ mà một cổ phần là đáng giá là một phần trăm khi mà một người nào đó bán cổ phiếu họ có thể giữ tiền trong cái quỹ này mà không cần phải chuyển về ngân hàng thì nó sẽ đơn giản hơn nếu như mà họ muốn sử dụng tiền này để tiếp tục đầu tư thì cái quỹ này là cái quỹ mà thường có nhiều tiền trong đó và blackrock muốn di chuyển cổ phần của cái quỹ này qua công ty Barclays Thay vì thông thường đó thì họ sẽ giống như là bán cổ phần này cho Barclays Thì phải chờ đợi khoảng chừng là mấy ngày Thì tiền mới di chuyển thật sự các bạn Tại vì chúng ta đang nói tới là hai ngân hàng, hai công ty lớn di chuyển tiền Chứ không phải là dự thuận mà các bạn Giống như là nhiều bạn nói là ở Hoa Kỳ hay là bất cứ quốc gia nào đó Chúng ta cũng có nhiều cái ứng dụng Giống như là ở Hoa Kỳ chúng ta có Zelle Thì các bạn gửi tiền từ ngân hàng giả sử như JP Morgan Qua ngân hàng Bank America Thì trong vòng khoảng chừng là ngay lập tức Thì tiền sẽ có Nhưng mà cái đó các bạn đang nhìn chỉ là cái số dư được cập nhật trên mạng lưới mà thôi chứ tiền nên thật sự chưa có di chuyển các bạn cái mà chúng ta đang nói đây đó là tiền thực sự di chuyển và sở hữu của cái cổ phần này đó đã thay đổi theo đúng luật của Hoa Kỳ thì thường nó sẽ tốn một thời gian là tới mấy ngày nhưng mà cái này đó là nó đã nhanh chóng có thể làm được tại vì sao các bạn tại vì JP Morgan đã sử dụng một cái blockchain của họ có tên là Onyx đây là một cái blockchain mà được gây dựng trên giao thức của Ethereum tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa điều này có nghĩa là gì thì họ đã thành công thu kinh hóa những cổ phần này của quỹ Morning Markets và để di chuyển thành công rất là nhanh chóng cho công ty Barclays thì đây là một cái dịch vụ được tung ra bởi JP Morgan họ đã thử nghiệm nhiều năm rồi các bạn chúng ta nói tới Onyx đây nhiều năm trước đây thì trước đây đó họ chỉ thử nghiệm trong ngân hàng mà thôi đây là lần đầu tiên họ có thể là sử dụng mạng lưới Onyx của họ để mà chuyển đổi tài sản từ công ty này qua công ty kia đây là một cái giải pháp cho công ty thôi chứ không phải là giải pháp cho người bình thường các bạn thì để hiểu hơn đó thì Onyx là một trong những cái chiến lược liên quan tới blockchain của JP Morgan Mặc dù các bạn thấy là JP Morgan là một trong những cái công ty mà có một vị CEO là Jimmy Diamond đó, Thì luôn ghét Bitcoin, luôn ghét crypto và nói crypto không có giá trị gì hết Nhưng mà đứng sau lưng đó các bạn thấy là JP Morgan là một những công ty mà họ cung cấp dịch vụ crypto Và thậm chí họ bây giờ đó đã có lượng dịch vụ token hóa rất là nhanh chóng các bạn chúng ta đã, đã nói tới cách đây vài ngày là CD Group cũng muốn có dịch vụ như vậy nhưng mà TP Morgan nó muốn đi trước một bước các bạn để nói thêm để các bạn hiểu được chuyện gì xảy ra đó chúng ta hãy nói về Onyx thì Onyx là gì các bạn đây là một cái mạng lưới blockchain được tạo ra bởi TP Morgan nhưng mà họ tạo ra với giao thức và smart contract của Ethereum nghĩa là gì các bạn nghĩa là họ lấy giao thức của Ethereum rồi họ chuyển qua thành một mạng lưới tư nhân của họ là Onyx thì họ giữ hết tất cả những gì liên quan tới Telegram tại vì sao? Tại vì đây là mạng lưới mà có thể tương tác với lại Telegram các bạn tại vì TP Morgan biết là nếu như muốn mạng lưới Onyx này có thể sử dụng toàn cầu có thể là có giá trị thì cần phải tương tác với một mạng lưới phi tập trung, một mạng lưới công cộng và đó chính là Ethereum thì họ luôn ủng hộ Ethereum và mạng lưới này đó có thể tương tác trực tiếp với lại Ethereum có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là bất cứ ai sau này ở quốc gia nào đó đó chỉ cần là họ có một cái mạng lưới có thể tương tác được với Ethereum thì tài sản sẽ được gửi thông qua từ Onyx thông qua Ethereum giống như là dùng Ethereum là cái cầu nối đó các bạn là mạng lưới này là mạng lưới mà hoàn toàn gây dựng dựa theo giao thức của Ethereum thì cái dịch vụ Onyx này đó cái khi mà các bạn lên trên trang web chính thức đó, thì các bạn bấm vào our offering các bạn thấy được là sẽ có bốn dịch vụ hiện tại dịch vụ đầu tiên đó gọi là link các bạn dịch vụ link này là một dịch vụ mà sử dụng blockchain để những công ty có thể chia sẻ tài liệu cần thiết à, để các bạn dễ hiểu hơn đó giống như là các bạn à, là một ngân hàng đi các bạn có một khách hàng họ rất là tệ như là họ luôn viết những cái check nhưng mà cái chắc rộng đó các bạn nghĩa là trong ngân hàng họ không có tiền họ liên tục vi phạm luật à, của ngân hàng nghĩa là họ rút quá nhiều tiền rồi họ làm những cái giống như là không rõ ràng về tiền bạc và các bạn cảm thấy là khách hàng này đó rất là rắc rối thì đương nhiên giữa những ngân hàng với nhau đó thì họ sẽ chia sẻ thông tin đó để cho những ngân hàng nó sẽ học hỏi lẫn nhau và khi các bạn đến ngân hàng khác để mà mở tài khoản đó, ngân hàng kia cũng sẽ biết bạn là ai và họ có thể là tránh bớt đi nhiều phiền phức thì những ngân hàng họ cũng muốn chia sẻ thông tin nhưng mà có nhiều thông tin cá nhân cũng giống như là nhiều những cái thông tin mà không có chia sẻ công cộng được thì như thế nào các bạn link là một mạng lưới mà có thể cho họ chia sẻ những cái thông tin một cách giống như là gần như là ẩn đi nhiều cái tài liệu mà không cần thiết các bạn, nghĩa là những ngân hàng họ sẽ biết thông tin và các bạn muốn chia sẻ và các bạn sẽ nhận được thông tin họ muốn chia sẻ một cách an toàn hơn và bảo vệ thông tin tốt hơn thì đó là dịch vụ link mà họ đã nói tới đây kế đó đó họ có một dịch vụ gọi là coin SYSTEM thì coin system này đó là một dịch vụ mà nếu như các bạn là một ngân hàng một tổ chức đầu tư mà thuộc hệ thống khác như là các bạn không phải là khách hàng của onix thì các bạn vẫn có thể là sử dụng mạng lưới onix bằng cách là các bạn gửi tiền của các bạn vào Onyx rồi sau đó lóc lại các bạn nó hoạt động như như là các bạn thấy những cái ứng dụng DeFi gì đó các bạn à, gửi tiền vào họ sẽ lóc lại cái số tiền đó và các bạn có thể sử dụng dịch vụ của họ bằng cái số tiền mà các bạn đã lóc lại ở trên Onyx dịch vụ kế tiếp là Onyx Digital Assets đây là cái dịch vụ tương tự như là những gì chúng ta vừa chia sẻ giữa di chuyển money market token hóa cái cổ phần đó di chuyển từ công ty BlackRock qua công ty Barclays và cuối cùng là blockchain launch Nghĩa là các bạn là một tổ chức đầu tư Các bạn muốn có một cái giống như là Onyx Thì họ sẽ tư vấn, họ sẽ có chuyên viên để hỗ trợ các bạn Và tất cả những gì họ làm Như một lần nữa Thuần chia sẻ đó Là nó sẽ có thể thích hợp trực tiếp Với lại Ethereum Đây là cái điểm quan trọng các bạn Cho nên Ethereum nó thật sự càng ngày càng được sử dụng nhiều hơn Những người mà họ nói blockchain hay là crypto không được ứng dụng trong thực tiễn các bạn là họ phủ nhận là các bạn có thể sử dụng Bitcoin như là tiền tệ giống như các bạn thấy ở Sabado các bạn có thể dùng Bitcoin như là một tài sản lưu trữ giá trị. Các bạn có thể chuyển đổi cái nguồn điện dư của mình mà không sử dụng thay vì là lãng phí. Thì nguồn điện đó có thể dùng để đầm Bitcoin và lưu trữ cái công sức đó bằng một tài sản đó là Bitcoin và các bạn thấy được là Ethereum đó, smart contract ngày lại càng được sử dụng hơn và các bạn thấy là mọi thứ diễn ra nhanh hơn là ngay cái thường tưởng tượng nữa các bạn đó chính là cái thông tin lớn ngày hôm nay liên quan tới JP Morgan và Ethereum và đối với Ethereum đó thì đây cũng là một lý do tại sao mà chúng ta nghe thông tin liên quan đến một ngân hàng khác cũng nói về Ethereum đó chính là ngân hàng Standard Chartered các bạn thì Standard Chartered đã đưa ra một cái tính toán họ nghĩ là Ethereum Um sẽ đạt được cái mức là khoảng chừng 8.000 đô vào cuối năm 2026 2026 các bạn có nghĩa là 3 năm sau thì uh, Thuận Cảm thấy hình như là họ tính dư một năm tại vì chúng ta đã biết là chúng ta sẽ có uh, cái halving vào năm 2024 của Bitcoin và thường đó chúng ta sẽ thấy là một cái bull run sẽ xảy ra vào năm 2024 tới năm 2025 nghĩa là năm 2026 đó thì có khả năng lại sẽ là một bear market các bạn uh, nếu chúng ta tin vào chu kỳ mà 4 năm uh, nhưng mà cũng có thể là họ đã biết các bạn, à, thì nhiều bạn nói là 8.000 đô trong khi mà Terium đã 4.300 trong cái đợt Boring vừa rồi thì 8.000 đô có phải là thấp quá hay là không thì đối với lại các bạn so sánh đỉnh với cái mức này đó thì đương nhiên các bạn thấy được là nó không có nhiều nhưng mà khi các bạn so sánh cái mức giá hiện tại của Terium là khoảng 1.500 mấy đô thì cái này là nhân khoảng chừng là 5 lần nữa các bạn, và đương nhiên chúng ta nói tới năm 2026 khả năng nếu như mà mọi thứ như là chúng ta mong đợi thì năm 2025 có thể là Ethereum sẽ lên cái mức cao hơn con số này rất là nhiều à, và điều mà thùng muốn chỉ ra ở đây đó là cái mức giá thị trường của một cái đồng nào hiện bây giờ nó không có quan trọng bằng là các bạn mua mức giá bao nhiêu như là nhiều chia sẻ với các bạn nếu như mà chúng ta nói tới là Bitcoin là 100, giả sử như 20.000 đô đi Thì các bạn thấy được là nếu các bạn mua ở cái mức giá là 60.000 đô thì các bạn chỉ nhân hai tài sản thôi Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta thấy được là nếu như các bạn có thể mua được Bitcoin ở cái mức giá là 15.000 đô Thì khi mà Bitcoin 30.000 đô các bạn cũng nhân hai tài sản Cho dù là Bitcoin chỉ phân nửa cái mức từ đỉnh tới cái mức 30.000 đô nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là các bạn vẫn lời giống như như vậy cho nên quan trọng không phải là cái mức giá cao là bao nhiêu mà các bạn mua mức giá bao nhiêu đó mới là quan trọng và chúng ta cũng thấy được là họ cũng đưa ra một cái nhận định xa hơn họ nghĩ là Ethereum đó sẽ đạt đâu đó khoảng chừng là 26.000 tới 35.000 đô nhưng mà chắc phải đợi tới năm 2040 và lý do họ đưa ra đó là chúng ta có thể là ngày càng thấy Ethereum được sử dụng trong thực tiễn các bạn trong những lĩnh vực như là game token hóa và tương tự như trường hợp mà JP Morgan vừa hỗ trợ token hóa tài sản chúng ta vừa nói đến và đối với Bitcoin đó thì họ bolson các bạn, họ nghĩ là Bitcoin có thể đạt được 50.000 đô từ đầu đến cuối năm, có nghĩa là còn khoảng thời gian là hai tháng rưỡi nữa các bạn và sẽ đạt được mức là 120.000 đô vào cuối năm 2024 thì đối với Bitcoin họ lạc quan hơn rất là nhiều đối với Ethereum thì họ không lạc quan bằng nhưng mà cái mức giá này tôi nghĩ là cho dù họ đón sai khoảng chừng là 50% một ngày nào đó chúng ta thấy được là giá của Ethereum chỉ phân nửa 35.000 đô mà thôi thì tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã cảm thấy vui rồi khi mà nghĩ đến điều đó